Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Salon Totoka, và hôm nay em Chí lại tiếp tục lên hình và gửi tới ngay cho anh chị một cái sản phẩm cực kỳ là hot. Một trong những cái chiếc xe mà hiện nay chúng ta mua mới cũng rất là ít xe và giá cũng hiện tại rất là cao rồi anh chị ạ. Hôm nay thì em lại về cho anh chị một chiếc Santa Fe bản full máy dầu 2022 mang cái nước sơn màu trắng. Xe thì là cá nhân một chủ mua từ mới và lăn bánh 4 vạn km. Về chất lượng của chiếc xe thì là vẫn bao chuẩn chỉ cho anh chị về chất lượng và bao check test mọi nơi, cũng như là pháp lý, an ninh rõ ràng. Và bên em cũng sẽ là cam kết là kể từ ngày giao xe cho anh chị thì là nếu mà có phần nguội phát sinh thì bên cửa hàng sẽ có trách nhiệm đứng ra để xử lý cho anh chị. Đấy, và sau đây sẽ mời anh chị cùng quan sát chi tiết hơn về em nó. Chiếc xe thì lăn bánh hơn 4 vạn km và lốp còn 4 quả zin theo xe và sơ cua chưa hạ anh chị nhá. Đấy, về tổng thể qua thì phía thân vỏ thì sơn zin cũng còn rất là nhiều. Đấy, một vài cái điểm thì cũng có sơn si tỉa tót rồi. Đấy, còn đâu về tổng thể thì là thân vỏ keo chỉ zin nguyên bản không lỗi anh chị nhá. Bao chiếc test mọi nơi. Đấy, với cái bản dầu cao cấp này thì anh chị mình sẽ được trang bị cho em những cái nổi bật cũng như là hơn hẳn so với những phiên bản còn lại. Thì chúng ta sẽ có cam 360 zin theo xe này, hệ thống radar an toàn chủ động SCCC này, hay là hệ thống đèn pha anh chị nhé. Đèn pha thì sẽ được tích hợp thêm cho anh chị là hệ thống đèn pha thích ứng. Đấy, cảm biến thì chúng ta sẽ có xung quanh xe này. Và cái giá trị an toàn của phiên bản dầu cao cấp này đó chính là sẽ được trang bị cho anh chị những cái công nghệ an toàn như phanh khoảng cách, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi chúng ta tiến hoặc khi chúng ta lùi. Đây là một trong những cái tính năng cực kỳ là an toàn trong những trường hợp mà chúng ta có không để ý thì khi cái chức năng này bật lên thì sẽ cảnh báo cho anh chị cũng như là kết hợp trực tiếp phanh vào đấy, cực kỳ an toàn anh chị nhé. Đấy, rất đẹp anh chị ạ. Đấy, nước sơn màu trắng, xe thì là 4 lốp còn zin theo xe. Đấy, 4 lốp zin theo xe anh chị nhé. Đấy, mặt lốp của chiếc xe vẫn còn rất là đẹp. Đấy, vẫn rất là dày. Đấy, nếu mà anh chị mình có điều kiện hoặc có nhu cầu thì chúng ta có thể nâng lên dàn lốp mít đi, nó sẽ êm ái hơn so với cái lốp zin này. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đấy, nét trên xính nhan này. Đấy, khóa mở cửa một chạm, xe này em mới lấy về và lát nữa thì em sẽ cho đi spa đánh bóng dọn dẹp. Đấy, cực kỳ đẹp anh chị ạ. Đấy, ở trong thì sẽ được trang bị cho anh chị cái nội thất hai màu nâu đen kết hợp rất là sang trọng. Những chi tiết ở trên chiếc xe cũng còn rất là mới anh chị nhá. Đấy, táp đô táp ly rất là đẹp. Đấy, xe thì đã dán kính này, đã có thảm sàn cho anh chị rồi này. Đấy, về anh chị có thể nâng cấp cho em thêm cái cam hành trình. Ghế của chiếc xe thì còn rất là mới chị nhá. Đấy, bản full thì chúng ta sẽ có ghế điện hai bên, sấy mát ghế. Đấy, hay là chúng ta sẽ có cửa sổ nóc này. Đấy, ghế thì còn rất là đẹp. Và ghế của dòng Santa Fe này thì người ta sẽ làm kiểu dạng ghế là ghế ôm lưng, ghế béo, ngồi rất là êm anh chị nhá. Đấy, táp lô đây, táp lô còn rất là mới anh chị ạ. Đấy, kết hợp vừa da này, vừa những cái phần đường vân carbon. Đấy, nhìn nó cũng rất là thể thao mà cũng rất là sang trọng. Ngoài ra thì trên phiên bản dầu cao cấp này còn được trang bị thêm cho anh chị là hệ thống giải trí loa Harman Kardon, âm thanh vỏ anh chị nhá. Đấy, mang tính giải trí nó sẽ tương đối là hay, cao cấp hơn. Đấy, chủ xe cũng rất là cẩn thận này, bọc cả sàn anh chị nhá, bọc cả sàn này. Đấy, cũng như là ốp những cái phần bậc lên xuống chống chảy xước. Đấy, rất đẹp. Xe thì keo chỉ zin nguyên bản hết. Đấy, sơn si của chiếc xe thì sơn zin còn rất là nhiều. Đây, em sẽ quay về hàng phía sau. Đấy, phía sau thì anh chị sẽ có cho em cái rèm che nắng này. Đấy, rèm che nắng và ghế sau ngồi cực kỳ là rộng anh chị nhá. Đấy, ghế sau ngồi rất là rộng rãi và ghế sau cũng còn rất là mới đây mọi người ạ. Đấy, ghế sau nhá, về cái độ đàn hồi của ghế này, đấy còn rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, cái sự đàn hồi của nó còn gần như cái hàng sau này sử dụng cực kỳ là ít. Đấy, cái độ nhăn nhức của chiếc xe hay là cái độ giãn của ghế không có mấy đâu anh chị ạ. Đấy, cực kỳ là dày. Xe còn được trang bị thêm cho anh chị là cửa gió này, cổng sạc phía sau. Đấy là những cái tiện nghi được trang bị trên chiếc xe này. Và cái giá trị của chiếc xe này đó chính là khi chúng ta sử dụng các hàng ghế cũng như là chúng ta có nhu cầu chở đồ thì nó cực kỳ là rộng. Đấy, và hiện nay những cái mẫu xe mà 7 chỗ đang được rất nhiều anh chị mình quan tâm nâng đời, từ những mẫu xe gầm thấp hoặc là những cái mẫu xe crossover 5 chỗ lên 7 chỗ. Và đây là phía sau của em nó. Đấy, chúng ta sẽ có cái dạng đèn LED ở phía sau dạng xương cá đấy anh chị này, cũng rất là đẹp. Thiết kế này thì từ cuối 2021 chúng ta đã có mẫu thiết kế này và chạy ngoài đường cực kỳ là nhiều. Và hiện nay thì những chiếc xe máy dầu này gần như là không có sản xuất rồi. Đấy, và hiện nay những mẫu xe mới sử dụng đều là máy xăng turbo. Đấy, thế nên là những chiếc xe này nó thực sự là rất giá trị. Bởi vì những chiếc xe máy dầu vẫn luôn là những cái dòng xe mà được thịnh hành từ xưa tới nay tại thị trường Việt Nam mình. Đấy,
đinh tán phía sau anh chị nhá, zin nguyên bản hết. Ốc cốp này. Xe zin nguyên bản hết. Những phần mép đinh tán này. Hay là cái phần chỉ cốp sau anh chị này. Đấy, tất cả zin nguyên bản hết. Cốp điện anh chị nhá. Đây em sẽ quay qua về cái phần gầm này. Đấy. Đấy, sơ cua chưa hạ anh chị nhá. Đấy. Gầm chiếc xe cũng rất là đẹp. Đấy. Xe này gầm về spa lên thì nó cực kỳ đẹp luôn, như mới. Đấy. Thân vỏ những đường gân nét chiếc xe còn rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, gân nét đây. Cực kỳ đẹp luôn, lốp theo xe. Đấy. Cực kỳ mới mà tầm giá bây giờ cũng rất hợp lý anh chị ạ. Đấy. Tầm giá bây giờ khoảng loanh quanh ngoài 1.1 anh chị nhá. Xe có hỗ trợ ngân hàng. Đấy, nếu anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì bên em vẫn có hỗ trợ cho anh chị về khoản ngân hàng và giao xe toàn quốc. Đấy. Ngoài ra trên bản full này có thêm cái tính năng đó chính là cảnh báo vượt trên gương này, sấy gương. Đấy. Đấy. Đây là bên táp ly ở bên lái anh chị này. Đấy. Như phần vân da này. Đấy. Vẫn còn zin còn đẹp nha anh chị nhá. Lên xuống kính tự động một chạm này. Đấy. Vô lăng cũng rất là mới anh chị nhá. Đấy. Vô lăng cực kỳ mới luôn. Đấy. Đây là những cái chức năng dành cho bản full anh chị này. Đấy. Có phanh khoảng cách này, hỗ trợ lái tự động này, hỗ trợ giữ làn đường này. Và thêm một cái tính năng cực kỳ hay, đó chính là hắt kính anh chị nhá. Đấy. Hiển thị thông tin trên kính lái. Đây là một tính năng cực kỳ là hay. Nó sẽ hiển thị tốc độ ở trên kính. Đấy, khi chúng ta di chuyển đường dài thì cực kỳ là tiện lợi này. Đấy. Những chi tiết ở trên vô lăng rất mới chị nhá. Đấy. Những phần cạnh vô lăng này. Đấy. Rất đẹp. Có lẫy số vô lăng cho anh chị này, đèn auto, gạt mưa auto. Nói chung bản full thì chúng ta đều có đầy đủ những chức năng tự động. Đấy. Yên ngựa thì chúng ta sẽ có vân carbon ốp ở trên này. Đấy, cần số sẽ là cần số điện tử dạng nút ấn anh chị nhé. Ngoài ra bản full dầu người ta sẽ ưu ái hơn, gồm có 3 chế độ đĩa địa hình và 4 chế độ lái anh chị nhé. Đấy, sấy mặt ghế K360 này, hỗ trợ đổ đèo này. Đấy, auto hold. Và sẽ có điều hòa độc lập hai dàn phía trước. Đấy. Và đây em sẽ quay về cái phần máy của chiếc xe. Cái máy của cái mẫu Santa Fe mới này ấy, thì là máy mới rồi và là máy smart sim anh chị nhé. Đấy. Và nếu bây giờ anh chị mà muốn mua mới thì chúng ta chỉ có sử dụng dòng sản phẩm là Hyundai Palisade, mà trong khi Palisade thì lại dùng máy dầu thế hệ cũ. Đấy. Nên là cái máy dầu smart sim này anh chị nào đã từng đi và trải nghiệm rồi thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị của máy smart sim. Nó êm ái, nó cách âm tốt hơn và nó mượt mà hơn. Kết hợp với cái hộp số 8 cấp thế hệ mới chị nhé. Hộp số 8 cấp thế hệ mới 8DCT. Đấy. Nó sẽ cho chúng ta một cảm giác là đi máy dầu nó không còn cái độ ì độ trễ nữa. Đấy. Cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đấy. Những cái phần ốc giảm sóc này, hay là những phần liên quan ụ giảm sóc này, đấy, hay là bình nước này, đấy. Tất cả đều là zin nguyên bản hết anh chị nhá. Đấy. Đó. Xe thì tất cả xe thì bên em bán ra thì cứ đều cam kết chuẩn chất lượng cho anh chị. Đấy, chúng ta yên tâm đi check test thoải mái. Đây anh chị này, đấy. Những cái phần ống ở phần bơm nhiên liệu này, đấy, hay là phần ốc mặt dàn cò ấy chị nhé, zin nguyên bản hết, đấy. Cực kỳ đẹp. Đó, ắc quy cũng vừa mới thay cho anh chị rồi này, đấy, 28/8/2024, ắc quy vừa thay luôn. Đấy. Đây là phía phần keo này, phần đinh tán này, ụ làm sóc anh chị này, đấy, ở bên phụ này, đấy, ốc nhái này, đấy, keo chỉ zin nguyên bản hết anh chị nhé, đó. Cực kỳ đẹp. Tầm giá bây giờ thì nhiều anh chị mình cứ lăn tăn vấn đề là bây giờ là sợ Santa Fe dầu mới không có thì giá nó sẽ bị đội giá lên. Nhưng mà chia sẻ với anh chị thì là giá nó vẫn trong cái tầm ổn định. Đấy. Và bên em cũng vẫn sẽ duy trì mức giá ổn định để anh chị mình có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Và bên em cũng có hỗ trợ lên đời cũng như là đổi các xe. Anh chị mình có nhu cầu quan tâm có thể liên hệ trực tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi.